Xin chào các bạn đam mê dòng Honda CB150R. Đây, sau đây mình xin review qua về chiếc xe của mình. Xe của mình mua ngày 3 tháng 5 năm 2020. Thì hôm nay đã được hơn 7 tháng. Đây, ngoại hình tổng thể vẫn còn rất đẹp. Và mình xin chia sẻ với các bạn ba cái điểm chú ý sau. Thứ nhất là cái bảo vệ phục trước. Chắc rất nhiều các bạn thắc mắc là làm sao để bảo vệ được phục trước của xe. Nhiều bạn thì mua cái chụp phuộc, bảo vệ phuộc với chi phí rất đắt tiền để bảo vệ, như cái công dụng của nó không được như mong ước. Đây của mình đây, mình xin chia sẻ với các bạn ba cái phần bảo vệ của xe mà chi phí tính ra chắc chỉ có 5.000 thôi. Đây, thứ nhất là cái mình cắt một miếng đề can nó khổ rộng khoảng thế này, xong mình úp vào cái này như ở mé trong, mình gấp đôi xong mình bớt lại một mép dính rồi mình dính vào cái này. Đấy, như ở mé trong các bạn uống đúng một nửa của cái phong này thì khi đi mưa gió thì nó sẽ không tạt vào cái này nữa, nó hạn chế được rất nhiều. Đây, các bạn hãy thử nhé, hành trình của phong nó chỉ đến tầm này. Đấy, các bạn hãy thử vừa đẹp. Và cái bảo vệ phía sau, cái rè trước nhưng mà ở đuôi này, nếu mà không dán thì đi mưa cát đất cát nó văng vào cái phần này và lốc máy sẽ rất bẩn, vệ sinh rất vất vả các bạn ạ. Nhưng từ khi mình dán cái này rồi thì nó đã hạn chế được rất nhiều. Để nó cùng lắm nó chỉ bắn một tí vào chỗ này thôi. Đấy, vẻ chỉ lau qua thế là sạch. Đấy. Và phần thứ hai là cái phần đuôi sau, rè sau của xe, cái phần bảo vệ phía sau đây. Của mình là gắn khung để gắn thùng GV nên đi quen hơi vướng. Đây, cái miếng này. Miếng này là đã bảo vệ rất tốt cho cái phuộc phía sau của xe. Đây. Các bạn khi các bạn cắt không gắn gấp đôi vào để nó có đủ một độ trùng nhất định, để khi hành trình lên xuống của phuộc mình sẽ không bị ảnh hưởng. Đấy, khi đất cát mưa nó văng vào đây xong nó sẽ theo cái rãnh này. Đây các bạn nhìn nhá, rãnh này nó sẽ cát và chắn cát xỏa, nó văng đây xong nó sẽ đi theo đường xuống, nó rơi ra chứ không văng vào phuộc nữa các bạn. Khi các bạn rửa xe, vệ sinh xe rất dễ dàng. Đấy, và cái phần phía sau, phần đít này mình cũng chụp cho một miếng đề can rồi để mà nó chắn cái đít của phuộc. Khi các bạn như muốn dán được tổng thể cái miếng trong này thì các bạn sẽ phải tháo cái này ra, thì các bạn dán một miếng chụp vào đấy thì khi đi mưa nó không bao giờ nó bắn đất bẩn lên phòng nữa. Đấy, đấy là những cái chia sẻ rất hữu ích. Đây, về mời các bạn ngắm tổng thể chiếc xe của mình rất đẹp. Mình người giữ gìn thay nhớt của nhớt Sicolin 10W40. Đây, tổng thể sau 7 tháng vẫn còn rất đẹp, đi rất sướng các bạn. Đường Việt Nam đi dòng 150 là quá đẹp. Đấy. Rồi, xin chào các bạn, mình xin kết thúc video đây.